Dạ vâng, em lại xin được chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của Chu Du Audio Bắc Giang. Tiếp tục video ngày 9 tháng 8 năm 2024. Em lại vừa soạn được thêm một bộ mic Beyer 790A, hàng bãi xịn chính hãng, và phải khẳng định các bác đây là một trong những model cao cấp và nó là đết cao nhất của dòng mic bãi của các bạn. Con này thì nó là xuất xưởng ngày 18 tháng 11 năm 2023. Có nghe là con này còn đang chưa cả hết bảo hành hãng các bạn. Còn chưa cả hết bảo hành hãng luôn các bạn. Sợ chưa? Một bộ mic bãi phải nói là cao, đời cao. Và em nói luôn con này nó zin cả chống lăn các bác nhá. Chống lăn tất cả nó còn zin như thế này luôn này. Bên kia về như nào em bán như vậy. Ngày hôm nay thì em về được khá là nhiều mic, nhưng mà hiện tại thì em đang dọn dẹp, đang dọn dẹp vệ sinh. Đó. Thì bộ này thì nó còn zin nguyên bản, và nói thật sự các bác là cũng gần như là lần đầu tiên trong nghề mà gặp cái bộ mic mà nó còn chưa hết cả bảo hành luôn các bác. Chưa hết cả bảo hành luôn này. Đấy. Tháng 11 mới hết bảo hành thì bây giờ nó cũng còn khoảng 2-3 tháng, bây giờ là tháng 8, còn khoảng 2-3 tháng nữa mới hết bảo hành luôn các bạn. Đấy, gần như là đang chưa hết bảo hành của hãng luôn các bác nhá. Và tuy nhiên thì hàng nó bảo hành ở bên kia, thì về Việt Nam mình bây giờ mà gửi sang bên đấy bảo hành thì cũng chết. Nhưng mà em đang nói là cái tình trạng bây giờ thì nó còn chưa cả hết bảo hành, thì các bác cứ dùng muôn đời không bao giờ nó hỏng. Đấy các bác. Đây, trước tiên thì em quay cái tay trước các bác này. Cái tay này tất cả nó còn zin và còn rất là đẹp luôn, đẹp khoảng đến 98% luôn các bác nhá. Đây. Tay zin nguyên thủy và chống lăn này zin nguyên thủy luôn này các bác này. Em bao zin từ cái chống lăn trở ly các bác nhá. Em bao zin từ cái chống lăn trở ly này. Từ cái nguồn này các bác này. Nguồn của nó đây này. Đây tần 640 690 các bác nhá. Đây nguồn này. Quên xin lỗi các bác, dâu, anten. Anten của nó làm rất là cũng là khác bọt các bác nhá. Này. Đấy, 640 690 các bác nhá. Một bên nó bị bong mấy cái tem ở đây rồi. Đây. Dâu zin này và một cái cục nguồn nó cũng zin về theo luôn này các bác này. Đấy, nguồn này nguồn 12V 1.65A. Nhưng mà cái nguồn này nó là nguồn 3 chân các bác nhá. Nếu mà anh em nào mà không có ổ cắm 3 chân thì em sẽ đổi nguồn khác cho các bác, vẫn là nguồn xung. Nhưng mà nếu mà bác nào thích nguồn zin thì về các bác phải sắm thêm một cái đổi nguồn đổi một cái phích cắm 3 chân vào đây để chuyển đổi nha các bác nhá. Không thì hoặc là các bác nào mà đang dùng quản lý nguồn thì các bác cũng có thể cắm trực tiếp vào được. Con này nó là nguồn 3 chân các bác nhá. Đấy. Thì bình thường các bác nhìn thấy đây, bình thường các bác nhìn thấy đây là con này nó là 1.25A này. 1.25A thì người ta sử dụng cái cao hơn này. Bình thường con này nó là 1.65A thì có nghĩa là nguồn nó cao hơn, thì nó không bao giờ bị thiếu nguồn các bác nhé. Thì bình thường những cái nguồn bình thường, những cái bộ mic bình thường ấy thì nó là 500A thì nguồn nó là 1A, 500mA thì con này nó nguồn con này nó cao hơn. Nguồn con này là 1.25A thì nó sử dụng cái nguồn là 1.65A các bác nhé. Đấy, tuy nhiên thì các bác dùng nó cái nguồn này thì thực ra là nó cũng các bác dùng nguồn 1A nó cũng là đạt rồi. Con này thì nguồn nó cao hơn. Nếu bác nào mà lấy nguồn này thì các bác phải lưu ý là về phải sắm thêm một cái đổi, không thì phích cắm của các bác nó không vừa. Hoặc là nhà các bác phải có cái ổ cắm 3 chân như thế này mới vừa được các bác nhé. Con này mà cắm được vào thì nó chắc chắn lắm các bác. Nguồn 1.65A. Ok chưa các bác? Dọ zin. Không méo mó, không xước sát các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Tay chân zin và chống lăn cũng zin luôn. Này chống lăn này. Chống lăn của nó là vẫn còn chữ Trung Quốc đây này các bác này. Chống lăn zin. Hai cái chống lăn của nó zin đét đẹp luôn. Xuất xưởng như nào nó gần như thế, bởi vì nó chưa hết bảo hành các bạn. Đây, em tháo cho các bác xem luôn cả ruột gan các thứ của nó đây. Còn ruột gan còn nguyên cả tem này. Tem cả mặt trước, tem cả mặt sau luôn này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Tem 7 màu mặt trước mặt sau luôn này. Đấy, tem cả tem check mã QR luôn của tay mic luôn này. Vẫn còn nguyên tem cào này. Đây các bác này. Vẫn còn nguyên tem cào đây này. Đấy. Đây nó có cào và check mã QR nhá, cào mã số ở đây này để check mã ngày bảo hành và cái tem cào đây này. Đấy, bên này vẫn còn nguyên luôn này. Đấy, các bác nhìn thấy nhá. Và trên này cũng còn nguyên này. Các bác có thể chào cào check mã QR. Đấy, ok chưa? Con này sử dụng đời cao rồi, sử dụng củ K8 có dập chữ BBS. Và các bác có thể nhìn thấy cái ngấn của cái này nó làm cũng là rất là khác so với những cái đời trước các bác nhá. Đấy. Các bác nhìn thấy nhá, ngấn của nó làm ngấn bằng cái này luôn chứ không làm bằng một cái vòng nhôm như những cái đời trước nữa. Ok chưa các bác? Đó, một bộ mic phải nói là zin nguyên thủy 100% đây, tem đây các bác nhá, tem check mã QR. Và con này nó xuất xưởng nó dán tem ở bên trong này các bác nhá. 18 tháng 11 năm 2023. Đấy, date 18 tháng 11 năm 2023. QC pad này. Đấy. Con này thì main của nó là main 2021 rồi các bác nhá, chứ không phải main 2017. Main của nó là main 2021. Có nghĩa là main 17 thì nó sẽ sử dụng cho đời. Main 17 nó sẽ sử dụng cho đời 17, 18, 19, 20, 21. Đấy, cho đến tháng 10 năm 2021 này. Con này nó là vào 13 tháng 10 2021 bắt đầu sử dụng cái main này. Đấy, cho đến thời điểm bây giờ.
hoặc là 2024 cũng sử dụng cái mên này. Mên 2021 các bác nhá. Và con này xuất xưởng vào ngày 18 tháng 11 năm 2023. À, có nghĩa là chưa hết bảo hành các bác nhá. Ok chưa các bác? Con này nó dán tem ở bên trong này luôn, tem xuất xưởng bên trong này luôn. Đấy. À, quá là xịn sò luôn các bác. Đây. Con này nó còn có thêm một cái lỗ rắc cổng quang đây, không biết cái đời này nó làm để làm gì đấy, nhưng mà không có cổng quang cổng quyết gì cả bác ạ. Em thấy có một cái phích cắm ở cổng quang này. Rất là xịn luôn. Và tất cả con này thì đây bên ngoài có tem QC pass này. Đấy. Bên trong có tem QC pass này. Và có cái em nghĩ là ở bên trong này nó cũng có tem QC pass này. Đấy. Ok chưa bác? Bên trong này thì không thấy có. Đấy. Đẹp gần như là mới luôn. Gần như là đập hộp luôn các bạn. Con này gần như là đập hộp luôn, em khẳng định các bác là gần như là đập hộp luôn. Đấy, ok chưa các bác? Và bộ mic này thì cũng gần như là làm nghề bao năm rồi giờ mới gặp được cái bộ mic mà còn chưa cả dùng hết bảo hành này. Đấy, các bác nhá. Và bộ mic này em cũng xin phép bán cho các bác giá là 2.400.000. 2.400.000 các bác nhá. 2.400.000 bộ mic này. À, em bao ship này, em tặng đầy đủ phụ kiện mà tặng cho các bác một cái combo như thế này. À, bác nào các bác lưu ý nhá, cái phích cắm zin nguyên bản của nó là như thế này. Anh em về phải đổi sang chạc ba chân, hoặc là nếu các bác mà bác nào mà bảo là thôi mày cứ cho tao cái hai chân bình thường thì em sẽ đổi cái nguồn khác. Còn nguồn zin của nó đây các bác nhá. Dâu zin của nó đây. Dâu zin của nó đây, dâu dài mà nó làm gân các thứ này, có tem tần số đầy đủ 640-690 đây. Đấy, em tặng cho bác một bộ pin sạc 3.3 này. Sạc 4 cổng tự ngắt có màn hình báo pin này. Và pin là pin 3.3 của Adapt và Power, hàng chính hãng các bác nhá. Tặng cho bác thêm một cái túi đựng mic này nữa về để các bác đựng cái hộp mic này vào. Đấy, tất cả là zin rất đẹp cho anh em. Đấy, gần như là các bác mua gần như là còn như đập hộp luôn. Đấy, gần như đập hộp luôn các bác. Bởi vì nó còn chưa hết cả bảo hành cơ mà các bác. Từ cái chống năng này còn zin. Và em sẽ tặng kèm cho các bác cả tay bắt tủ máy đầy đủ các bác nhá. Giá là 2.400.000. 2.400.000 bộ mic này. Đấy, bác nào mà chốt thì các bác alo trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730 hoặc 0345 220 586. Dòng này không hay, không chất, không lấy tiền. Nói thật các bác luôn. À, anh em nhận hàng là phải ưng cái mắt luôn. À, ưng cái tai luôn. Đấy, em alo thử tiếng mic cho các bác nhá. Đời này thì không phải lo tự ngắt gia tốc nữa rồi, nó phải là full chức năng rồi các bác nhá. Được. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 6 9 1 2. Quá là đẳng cấp luôn các bác. Này. À, các bác nhá. Đây, tiếp theo tay bên này luôn này. 1 2 6 9 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Quá đẳng cấp luôn đúng không các bác? Gặp được một bộ mic như thế này thì các bác không mua thì còn mua cái gì nữa. 2.400.000 bao ship full phụ kiện và tặng rất nhiều quà tặng như thế này cho các bác rồi. Đấy, bác nào mà chốt thì alo trực tiếp cho em nhá. Các bác đừng quên tặng cho em Du xin một nút like khi xem video các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh cho em xin một lượt đăng ký kênh. Em xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video sau ạ.